Được, cứ đây, tính nó lại bao một túi. Ha ha ha, tránh camera. À ơi, nhiều chỗ này. Ôi trời ơi, bạn tôi. Một tấm luôn. Thôi đừng tham. Thôi bỏ túi mới ra. Chứ còn ông để không đóng nắp nó còn tan nhanh hơn. Không để sang bên kia nó còn tan nhanh hơn. Sao là để ra ngoài cũng tan nhanh hơn. Ôi màu này thì mắt mình thì đã lởm rồi, nhìn như này thì nó đéo. Xong rồi. Tốt luôn. Khánh kìa. Không được rồi. Dâng lên, hai trung vệ dâng lên nào. Đuổi. Tốt quân, đã lấy cho an toàn. Sao? Ui, đánh quả sượt là ăn đấy. Chưa nhạy cảm. Đánh quả đầu ấy nhạy cảm phết đấy nhờ. Vừa cất vừa rồi, không chuẩn để cất được. Cắt quả vẫn hơi dày, phải mỏng nữa. Ủa, mà phải không có tóc thôi. Hơi nhiều tóc một cái là nó bọt đây. Không có tóc, không mình bôi dầu bóng rồi. Bôi nước lên này, bôi nhạc trượt. Sao? Úi dồi, bốp rồi đấy. Cánh đi hả? Ôi, rồi thằng ăn hại. Ôi dồi. Ôi, đừng. Lại sang nhà làng xóm rồi. Đừng. May.
còn hại đỡ quả bóng đấy cũng hỏng. Đi đẻ cáp đấy. Cáp cũng là phải ngăn hại. T2 à? T2. Ngại không có nhiệt tình thành phá hoại. Đúng đúng đúng. Đúng rốt Quyền đá giặt sang cánh nhiều thế, cứ đá giữa thôi. À, tư duy có phải là sân 7 đéo đâu mà cứ chạy khắp nơi tí cũng mệt phờ râu thôi. Luôn 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 sau luôn. Tốt. Bình này. Cứ ấn lên đi. Trung. Đéo tới rồi. Tốt rồi. Ngoài 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 ngoài. Tốt. Đá hay thế. Sao? Sút. Tốt Trung. Tốt luôn. Quên mẹ mệt đi không?
Bán gần là chung cái này. Lỗi kìa. Quả đầu. Quân kìa. Gôn. Quay vòng đầu là chuyện là đẹp rồi. Trung ơi, Trung ơi. Em cứ cầm quả bóng mà chơi, trung vệ người ta chậm lắm. Đừng ban cái quả em ban ở góc bên này em đi vào mới vào chết luôn rồi. Em ban ở đấy là thấy trung vệ. Thở cho chai nước. Cho mẹ nó mấy lon bia để ở cột ấy. Vừa bắt vừa uống. Đéo phải nói đâu. Anh em kết nối hai mấy cái là gọi là Bluetooth nội bộ. Trang trí đúng không? Chết rồi, ôi rồi ôi. Số 5 một tình huống nữa là thay người nhá. Cho thằng Hùng bông vào có khi nó sút quả đấy còn vào. Không cho thằng nào mà nó sút yếu yếu thôi thì nó vừa. Khỏe quá lên bên mẹ tầng 2 thì Hùng bông thì sút nhẹ như bông chứ còn gì nữa. Đấy thì nó vừa. Cái chúng gôn thôi thì cần đéo gì nữa. Tốt. Quân, 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 cánh của Quân đấy. Cho ông Quân nó chạy kìa. Tốt. Giả chung lại giả chung. Rồi. Đề đề, Khánh này. Tốt. Chết ơi, trời ơi. Móc đấy ra là được. Trung Hải nó vất quả đấy và bên kia lật là không được. Chuẩn là Khánh quả hay quá. Khánh đỡ được quả của Hải Bún là tốt đấy. Nước à? Cầm cầm nước sang để bên biên bên kia. Cho biên bên kia cơ, Khánh cơ. Anh bảo trong cái dùng bóng lại đưa nước. Cho ra ngoài đừng đụng cho vào nhá. Sợ nó tay cắt cái cao su nó vào. Bảo cho ra ngoài nó đừng cho vào. Đúng rồi, cho vào ngoài rồi thì đừng cho vào ngược lại nữa. Nó bẩn. Tức là cỏ ra ngoài được rồi thì không cho vào trong nữa. Đúng rồi. Ông bung nước vào. Ông bung cái nước vào. Thế thôi nó tan ra là vừa. Ê, đi sang sang đi. Còn cái dương là thằng nào dập vào ấy nhỉ bạn nhỉ? Thằng Bình. Bình à? Ghi bàn á? À? Ừ. Bình như này. Chung nó đỡ cho xong rồi Bình nó vào nó lọc luôn. Khánh truyền ra cho thằng Chung số 8 này này. Xong rồi Chung đỡ thì ra thằng Bình nó phơ lòng luôn. Đấy,
đấy đẹp bịt mẹ mày. Khánh ơi, theo đà bóng cứ thế mà làm cắm vào chứ lại đi ngang quả bóng ra. Hết hơi rồi, nó dướn vào quả bóng đấy là hết hơi rồi. Không phải, nhưng cái vấn đề của nó là cái tư duy. Thằng này hay chọc. Bạn đã nói đều có lý. Tôi được hai ý kiến của bạn vào đúng tình huống của Khánh luôn. Quả bóng nó đang xuôi xuống thì cứ để đấy mà chạy cắm xuống cho người bao giờ tới được quả bóng thì sút chéo vào hoặc là ban ra nhưng đi ngang ra khó. Bình đã phải công an thịt mẹ phải bắt quả đấy không để nó chạy mất đi. Ném phát vào gôn luôn. Thì mẹ có biết ném biên không ấy? Không, không ném gôn mà. Dạ. Ném phải ném vào giữa gôn như phạt góc. Ném lỗi rồi đấy. Áo. Ra hai chân không chạm đâu, bóng qua đâu. Đang thay người đây nhưng cái áo nào mặc mày áo áo cướp chưa rồi. Đừng thay thủ môn. quấn lên cho nó ném về, cho Hải Bún ném về. À thôi có Bình rồi, có Bình rồi. Sút. Bong móng này, bong móng này, thế là bong móng. Bóng chuyền. Cánh này kệ đi, cứ cho người ta chạy, còn xa lắm. Gót lại cho nó quả đấy đẹp nhỉ, phối hợp được thế thì ngon. Thầy Trung hùng bông vào đi, hùng bông đâu rồi? Ít mẹ nó kiểu nó dịu dịu rồi mà nó cứ dịu tí nó lại phừng phừng lên nhỉ. Nó chỉ có đám mây nó đi qua thì tí thì nó đá thế. Ôi giời. Quả như thế anh nói không chỉ có mẹ cực kỳ ngon với đá với quả thuốc trông thì thôi đéo đơn giản đâu, cái chặn của bóng phát hết luôn đây. Đỡ lòng đỡ má trong, má trong là đỡ của bóng rồi. Đỡ má phải quả đấy bóng bao giờ bóng đi vào cả bóng đá 20 phút rồi đấy. Đá chuyên nghiệp cũng bỏ bóng tạt bóng khó lắm. Hài lắm quẩy à. Sút luôn. Đây. Bên này.
Sút!